Dạ, cảm xúc hiện tại của em khá là mong chờ, tại vì SEA Games năm nay thì được tổ chức ở Việt Nam và cũng một chút hồi hộp, nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng tự tin để có thể đạt được thành tích cao nhất. Dạ, em rất là hào hứng ạ. Em hy vọng sẽ thể hiện tốt trong kỳ SEA Games 31 này, và đây là cũng là cơ hội để em cọ sát được với các đối thủ mạnh. Và để chuẩn bị cho SEA Games lần này thì chế độ tập luyện của em có cường độ cao hơn và vất vả hơn, nhưng mà cũng nhờ sự động viên của gia đình, mọi người, huấn luyện viên và đồng thời là Babolat thì em cũng sẽ phải cố gắng tập luyện và thi đấu với phong độ tốt nhất. Để chuẩn bị cho SEA Games 31 này thì một ngày em tập 6 tiếng, và trong kỳ SEA Games lần này sẽ có rất nhiều đối thủ mạnh và em đã chăm chỉ tập nhiều hơn để không phụ lòng người hâm mộ. Babolat Việt Nam đồng hành cùng SEA Games 31. Yeah!